Trai Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024. Yeah, good, good, good. Yeah, good, good, good. Đâu, 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 đâu. Rồi, đâu rồi. Nó chui xuống hạt. Anh ơi, cái chân anh thụt nước em ba lần rồi, nó nứt anh ơi. Cười, này cười hư á. Anh da, anh da. Vô rồi tiếp trời ơi hai cục thôi, hai cục thôi. Rồi, cái này khó nha. Duy Duy là này hả? Rồi. Bây giờ anh ngồi dưới anh lên. Em dưới đi. Em dưới cho anh. Rồi. Rồi, đưa cái đầu gối lên. Ok chưa? Rồi, hợp lý. Đường nào em lên nhờ? Hiếu ơi, anh cứ dẫm vào đây được không? Dẫm đi. Đang mỏi rồi. Anh nha. Vô đi. Hai, để anh Giang bỏ tay ra để em bật lên. Lẹ Nam ơi, anh Giang, trời ơi. Ủa, trời Nam ơi. Em đã hút rồi, em phải ngồi lên anh chứ. Đúng rồi. Trời ơi. Đây. Trời ơi. Đây. Ui, đôi, đừng im. Hiếu ơi. Trời ơi, cái gì vậy anh? Bà Nam thì thiệt luôn, bà Nam bảo khéo léo gì sau đây. Anh xin cùng cho. Đúng rồi. Đây là vị của anh đó. Đây đủ anh. Rồi, hiểu không? Lên. Ok chưa? Ok, em ok nha, em vững nha. Làm xong chưa? Em xong rồi. Giờ này còn đéo kiến nữa. Chạy em đi. 1, 2, 3. Trời ơi. Dựng nha. Yes. Ê, dựng. Anh ơi, cái chân anh thụt nứt em ba lần rồi, nó nứt anh ơi. Cười, này cười hư á. Anh da. Lại nha. Đây, ok. Khó đấy. Hai cái gối chặt vô. Hiếu ơi, cố lên. Rồi. Ok chưa Lâm? Ok rồi anh ơi. 1, 2, 3. Dưới. Lên. Đừng nói anh mắc cười. À, tập trung đi. Một, hai, ba, bốn, năm, thành công. Có quen bên bác sĩ địa đệm hay lắm. Trời, cái gì vậy? Sinh á, sinh. Quay vậy? Máu. Nãy giờ anh lên đầu em rồi hả? Chúc mừng các bạn đã làm chiếc thang người đầu tiên thành công. Lưu ý là các bạn được quyền bỏ qua những tấm hình khó. Được chọn. Vậy là mình ok rồi, Mình chọn nào khó nhất đi cho tay tên hãy mình. Cho bên đội kia nó coi phát sóng nữa nè. Đúng rồi, cho tôi tấm hình nào khó đi. Ê, cái đó ngu không? Được. Trời ơi. Dễ ẹt. Xếp hình. Anh eo còn làm được không? Lẽ mình làm được. Khó nha, cái này khó nha. Lâm là mạnh nhất, là Lâm là cái chú David. Muốn cho em hoài vậy?
em mạnh nhất em tập đà để cho những việc này mà. Em lên ra nha. Rồi, ok. À, em thứ ba đúng không? Em là cô Jessica. Jessica. Ok. Anh dẫn cho em lên. Đi. Rồi em lên nha. Làm thấp cái tay thôi nha, mày đừng cao quá nha. Bây giờ em phải quay ngược lại đúng không em này đúng không? Lẹ đi đừng có nói nhiều, lẹ đi bớt thoại đi. Đừng ghê ra, nặng ra. Trời ơi. Ok chưa? Em ok rồi. Thả cái chân này lên. Ráng vậy trời, ráng chờ anh nha. Trời ơi, nặng quá. Sao rồi, hiểu sao người làm rồi. Em đã lỡ sự kêu. Dạ, mọi người lau giùm em đi, em lỡ rồi. Này khó, này thực sự khó. Khó, thật sự khó. Quá, quá. Lực ở tay rất nhiều. Làm. Thôi, vậy, tôi kính vô. Áo hồng kìa, béo hồng mà em nha. Em áo vàng nha. Em áo vàng, em là xám, anh áo đen á. Ok. Đã đúng trang phục luôn nè. Rồi. Rồi, đúng rồi. Không, ok lắm. Dẫn cái này, dẫn. Khi nào anh hát bài là xong đó nha. Nhông, ba là con ngựa đi. Hai, ba. Nhông, cha là con ngựa. Để cho em, em nha. Nhông, ngựa ba mẹ khóa. Không biết mệt nhá. Biển cương lá rơi thu hà em ơi. Bùm chắc, đường dài mịt mù anh không đến ơi. Bùm chắc. Nước buồn cơn lửa bình. Không đến như em một mình chúng ta nên ơi. Người. Chúng ta trời. Mời các bạn đếm. Ôi, em như đếm là hai. Bốn. Xuống chết đi chị. Ba. Hai. Một. Hết giờ. Trời ơi. Trời ơi. Cái này. Đâu. Như vậy là thể lực của em là chùm rồi. Đạp đồ, đạp đùi là em cân được rồi. Sự dẻo dai là anh với Rích. Được không? Rồi bạn phải là nhỏ nữa. Đúng. Trong đội của Bình mà để mà gọi là đá bóng mà dẻo dai thì anh cũng là không phải dạng vừa đâu. Hư con rồ luôn. Đâu có. Quá trời hay rồi. À được. Cái này cùng sai. Cùng sai. Đều luôn. Quan trọng là cùng sai. 69kg đúng không? 69kg đúng không anh? Yeah. Happy được chưa? 65. 65. Cùng chơi game được luôn. Ai chơi trước? Đội nào chơi trước? Quảng tù xì. Ai quảng tù xì với tôi ạ? Tôi. Ra cái gì ạ? Tôi ra cái tình cái nghĩa. Không, búa bao kéo. Ừ. Để tôi đi một vòng. Tôi cũng đi một vòng xung quanh anh. 1, 2, 3. Xoay. 2. Tôi phải đi một vòng. Trời ơi, cái chiêu này. 2, 3. Xoay. Rồi, chơi trước đi. Bên đó chơi trước. Đồng ý luôn. Rồi, chơi. Ok. Chơi đi. Của anh là mình. Hiểu, thoải mái không em? Thoải mái anh. Sướng. Ủa gì vậy? Sướng. Làm cho mát. Hiểu. Má anh. Đội xanh đã sẵn sàng chưa? Dạ, sẵn sàng. Sẵn sàng. 2 phút của các bạn. Bắt đầu. Trời ơi. Chán thiệt chứ. Good. Ôi, nổ ra. Rồi. Hay quá trời. Thầy ơi. Trời ơi. Trên đâu. Đầu nha. Trọng tài ơi, coi kỹ nha. Ôi. Lại chứ thì cũ thôi. Bảy. Yeah. Dê dấu, lẹ. Ôi,
thôi. Ủa vậy chi vậy ta? Ủa chi gì vậy ta? Mấy quả rồi? Một quả. Rồi, còn nó còn tác. Ủa không sao em lên. Yeah. Xuân đã đến rồi, rêu rắt ngàn vườn hoa xuống trời. Hey. Từ từ Lý Liên. Yeah. Rồi. Rồi. Luôn bể luôn bể luôn em ơi, luôn bể luôn bể luôn em ơi, luôn bé ơi bể không bể được em ơi, luôn bé ơi bể không bể được. Bắt giờ bốn viên nha anh em, bốn viên cổ nha, cổ nha, làm được nha anh em ơi. Tôi đá là ngay chỗ hai người đứng luôn, ngay chỗ hai người đứng. Em ơi, em thử anh ơi. Nhìn đi, đối thủ của con đây nè, biết thì xui. Cái rổ phải đội lên đầu quá, cái rổ phải đội lên đầu nha. Hồi nãy đội anh tới đây nha. Hồi nãy đội anh tới đây nha. Tốt tốt, tụi em làm quá tuyệt vời. Dạ. Chán thiệt luôn. Trời ơi. Tốt lắm, mít thịt xui. Có ai hài em thì em mới đụng vô bà bệ rồi. Vậy là có người cài cấm. Ủa? Trời ơi, em bớt lại. Có điềm. Trời ơi, em bớt lại. Có điềm. Cái học soạn nó cấn á. Ừ. Ủa? Kìa hả? Ủa? Kìa hả? Có điềm đó, mang học soạn chi. Bóng bóng điềm. Sao bóng dễ bỡ vậy em? Chơi đi, chừng đó em chơi sao hết bà. Không, bóng bóng cho em đi. Dặm bóng bóng cho em. Ô là trời, đêm. Đêm. Đêm tới rồi. Không ổn nha anh em nha. Được, được, cố gắng hết sức. 3, 2, 1, bắt đầu. Trời ơi, chết rồi. Đâu có dễ. Anh em ơi, anh em nhẹ nhàng thôi. Chết luôn. Một cái rồi, một viên rồi, một viên rồi. Gì vậy? Ai thiết kế cái rổ kì vậy? Chết rồi, xin lỗi, em xin lỗi một lần nữa. Không biết đạp nó về, nó về đây mà. Để lên đầu nha anh em ơi. Rồi đánh đầu luôn anh.
Anh đạp tại chỗ không à? Ok anh. Ủa? Ê! Đúng rồi, một viên nữa thôi anh em ơi. Đúng rồi, lẹ anh em ơi. Sao nó không mở cái lỗi nữa? Lỗi không mở cái gì chơi vậy? Một viên nữa, lẹ. Rồi đó đi. Rồi cái này nó không mở ta. Nhưng mà cái này đâu có được. Cái này nó sao rồi? Không chịu hứng trên đầu. Kiện cáo toàn là hứng trên đầu không à? Hứng dưới mà. Ra ngoài chỗ quay. Long ơi. Trời ơi! Lên lên lên! Lên anh em! Lên! Lên! Cái đèn bị hư trơn. Anh bắn vô cái đèn luôn hả? Vậy anh em, vậy vậy mình là được rồi. Như vậy phần thắng thuộc về đội màu cam. Chúc mừng các bạn, hôm nay các bạn được ngủ ở căn phòng tiện nghi. Đưa đi tắm rồi. Đúng rồi. Và đội màu xanh, các bạn được ngủ ở căn trời đối diện. Kém hơn một chút ở đối diện. Tôi vẫn không phục. Sao vậy? Không công bằng. Tôi cảm giác quá, bây giờ cứ cho solo táp lá cà. Ai mà giật được đối thủ nằm xuống thì lập tức thua. Thì lập tức thua. Tại vì gọi là quá. Tại sao vậy? Khuya rồi, ai cũng buồn ngủ. Không, tôi... Tại sao lại như vậy? Tôi vẫn không cam tâm. Tôi cam tâm rồi, tôi quá cảm quá mệt mỏi, tôi cần giấc ngủ. Không, tôi không cam tâm. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tuyệt vời, game màu sắc quá. Một cái mền gì già dữ vậy? Hay là chỗ ngủ mình là không biết. Dạ coi, có cái chuông là tối là bị trúng gió là bấm chuông, cả là người cứu. Ở đây chúng ta sẽ có một trò chơi để giành được chỗ ngủ tốt cho tối nay. Trò chơi có tên là vòng xoáy mền bông. Vòng xoáy mền bông. Luật chơi như sau: mỗi thành viên trong đội sẽ bắt cặp với thành viên của đội kia, cả hai sẽ cùng quấn mền, cuốn cả tay và chân, sau đó di chuyển lăn tròn về phía vạch đích. Trên đường di chuyển sẽ có 3 chiếc chuông. Thành viên đội nào nhấn được nhiều chuông hơn thì sẽ thắng lượt đấu đó. Có tất cả 4 lượt. Bây giờ mời các bạn bắt cặp thi đấu. Dạ, Hiếu Hiếu lắm thì nó cũng đang cần em cho nên em chọn Hiếu. Hiếu Hiếu và Lâm. Quan trọng là Hiếu chịu hay không đã. Hiếu chịu không Hiếu? Lúc đầu em định không chịu rồi. Nhưng vì Hiếu lắm. Vì Hiếu lắm. Ủa, mặc đồ giống nhau quá vậy? Trời ơi, nói gì nữa. Một cặp mà anh. Nhường nhịn nhau nha. Ủa, chụp hình cưới hả? Đi cùng, đi cùng. Cho khách mời chọn trước. Lập kìa. Anh Giang đó. Giang đi. Là vừa sức nhất rồi. Anh Giang là vừa sức em nhất. Ông lăn qua cái lòi phèo em đó. Ai cũng giật nó chết. Ai cũng giật chết á. Trời ơi. Em chọn cái chết như thế nào thôi đúng không? Ban đầu là khách mời lập em mừng dễ sợ, trời ơi nay hề là có đứa gánh phụ rồi mừng dễ sợ. Mà rốt cuộc từ sáng tới giờ game thể lực không phải lực mà nó nói chuyện cũng qua quá, nói chuyện không tròn dành rõ chữ, cuối cùng miếng hề cũng không ăn mà giờ thể lực cũng không ăn. Ôi mà ăn lão dạng quá trời. Trong ra đây là có anh Giang, anh chơi nhiều khách mời nhất là nhẹ nhất. Ờ mà chơi nhẹ Giang đi. Ok con pha phát em hả? Chọn ai? Bên kia cha con tôi nè. Anh Viết hay là anh Tuấn anh? À Viết thì yếu lắm. Em chơi hết mình với khoát đó. Chơi hết mình không được. Chơi không? Chứ ai chơi nữa mình?
Nếu mình chơi sao? Vậy thì còn hai người còn lại là em với Quỳ. Sao? Ok. Rồi, chuẩn bị chưa? Sẵn sàng. 3, 2, 1. Đập má mặt rồi. Cô đá mặt luôn vậy. Cô đá mặt luôn vậy. Anh không vô đá mặt rồi. Chưa cái đầu ra. Anh làm chứ. Anh làm chứ mặt bào. Ghê quá. Anh làm. Anh làm chứ nhất quá. Lập làm thì đúng bài bản hơn. Xin vĩnh biệt hai cụ. Cái tay này. Hồi còn sinh thời anh thích live stream. Hồi còn sinh thời anh thích live stream. Rồi đấy, 2, 3, vô, vô. Vô, vô. Hiếu, Hiếu, chuông. Hiếu ơi, cẩn thận. Wow. Hay quá, Hiếu ơi. Tiếp qua, qua. Tiếp luôn. Trời, sao mà yếu vậy anh Lâm ơi. Xíu nữa, xíu nữa. Gần được rồi, gần được rồi. Trời ơi, ông Lâm kìa. Ủa sao đi luôn vậy Lâm? Hiểu mạnh ghê ta. Ừ, hiểu mạnh lắm. Hiểu mạnh ha. Lo hết sức bền. Ê coi. Ra đi. Ra đi. Lúc này thì bạn là mạnh mạnh đó. Nãy thì yếu đuối, yếu đuối. Em nhiêu ký? Em có 53 ký thôi. Trời ơi, bay ơi, bay. Bay ơi. Trời, rồi xong, gãy rồi. Sao bắt lé luôn vậy? Chuẩn bị. 1, 2, 3. Đi. Rồi, gọi cuốn. Lập đâu rồi? Lập ơi. Lập ơi. Ủa, một người hả? Chơi một người hả? Lập ơi. Đúng rồi em ơi. Trời ơi, ủa. Ai ai đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ngay, ngay, ngay. Lập luôn, lập luôn. Không chập lẹ, không chập lẹ, không chập lẹ nha. Anh Giang ơi. Ủa, anh này già sao yếu như vậy? Trời ơi. Sao dễ dàng vậy? Lạp ơi, Lạp ơi. Kết liễu luôn. Kết liễu Lạp ơi. Lự, lẹ lự ra. Cái lự 2m9 của em đâu? Cái lự 2m9 của em đâu? Cái lự đâu? Cái lự đâu? Hay à, ơi. Mẹ già yếu quá. Em chị nhớ Phương nè. Ôi. Em chị nhớ Phương nè. Đồ nhà đít nha. Khi mà gần thua em kêu cái dai cái dai. Cái dai cái dai. Ôi. Trời ơi. Đó. Giỏi quá. Cố lên bé ơi. Cố lên. Cố lên bác, còn cái nữa thôi. Đúng rồi đó. Đúng rồi. Ơi. Đúng rồi. Ơi. Ơi.
Đúng rồi đó. Đến đây, đến đây, đến đây, hay quá. Hay rồi, hay quá rồi đó. Đến đây, đến đây. Đúng rồi. Hay quá vậy. Hay quá vậy. Nãy giờ tao khen mày quá trời. Tao khen mày quá trời. Trời ơi, chơi tập tạ. Chân chim, chân tạ. Yếu nhớt không? Trời ơi, còn một mình anh thôi đó. Một người thì không có tuổi. Người thì chiên cho cố vô. Coi tôi nè. Nhìn như cardio tay như thế nào. Đổ chìa cho ba nha con ơi. Mời anh. Sáng vô, sáng vô. Nhau, sáng luôn rồi anh. Sáng nữa. Bên nhau vì hạnh phúc. Cái gì? Anh chơi vậy? Anh chơi em. Anh no. Này đây. Này đây đây. Ok nha. Trời ơi. Quý ơi, Quý ơi, đúng rồi. Đúng rồi, Tuấn ơi, đúng rồi. Anh chỉ cần lắc qua thôi anh Tuấn. Hai. Ba rồi. Bằng lại là đúng rồi. Quyết liệt, quyết liệt. Cái nữa là ăn anh Tuấn. Đúng rồi. Trời ơi, Quý ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Vậy mà để hai điều. Hai điều. Rồi bây giờ là quà rồi ha, chúng ta sẽ chơi luật thứ 5. Một đại diện thôi. Nếu mà anh muốn ngủ sướng đêm nay thì hãy chọn em. Vậy? Anh muốn trả thù không? Phải nói thật ra là Hiếu tuổi trẻ, tay cao, khỏe mạnh, có thể chơi double được không? Chơi ba. Được không? Hãy chơi ba tụi tôi đi. Được không? Ông ấy giờ chơi cuốn sáu người đúng không? Cuốn sáu người. Cuốn sáu người đi. Cuốn sáu người. Vô. Vô. Ok. Thằng kẻ anh ta ăn. Bỏ một mít ra. Không ăn được. Rồi. Con vô, con vô. Vô. Rồi, tiếp. Trời ơi. Tự gỡ đi. Đây. Bẻ tiêu hồn luôn. Trời ơi, cơ hội kìa. Trời ơi. Ê, sao mà nó. Rồi rồi. Rồi, đó là mẹ. Rồi rồi. Cái gì vậy Quy? Đừng có cười. Cái này cười là không tập trung được đó. Rồi, bình tĩnh. Cho lại. Ủa sao lại giống cái kia luôn. Con bất trụ, con bất trụ. Anh Quy ngồi xuống đi cho anh Giang bước qua. Trời ơi, gì kia vậy, bước ngang mà. Nếu như tí nữa tụi em chơi vậy luôn á. Đúng rồi. Chứ chắc tụi em không chơi vậy lắm à. Thì cua là phải ngang mà, ngang như cua thôi. Đúng rồi. Ủa, kẹt rồi. Chơi dịnh nha, dịnh nha. Ê, dịnh nha. Ở bên đây an toàn nha. Rồi, chủ trước. Anh làm phía trước hả? Hãy cứ sống thế đi. Ta cứ mãi ước mơ. Ta cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé em. Cầm tay nhau mãi bước đi. Sẽ cứ thế mỉm cười. Ta sẽ quên đi bao nhiêu tình yêu tan vỡ như là giấc mơ. Đó rồi, gieo mình luôn đi. Đó rồi, gieo mình luôn đi. Thôi anh lùi lại đi, anh lùi lại đi. Trả đi. Ủa sao nó nghiêng vậy ta? Nghiêng. Nghiêng cơ cơ cao dao. Nghiêng như mái chèo. Dưới bóng cây ngô đồng. Có hai người giữa chân. Có hai người ở nhau.
Đó, à, bên đây là êm ái đó. Rồi. Ê, cái bước đó dễ quá hả? À. Ai mà chân dài là bước ra cái một à. Cho con gánh mẹ một lần. Cả đời mẹ đã tạo tần gánh con. Tạo tần gánh con. Trời đất ơi, trời đất. Cua này chân ngắn quá, bước đâu có qua được cái lưng của người ta. Để coi xíu mấy anh chơi làm sao. Để coi xíu mấy anh chơi làm sao. Rồi. Ok. Rồi, em qua đây mà mẹ già dẫn đầu nguyên đàn con về. Rồi, bây giờ mà cặp tay nhau về mới khó nè. Khúc này là không có gì khó được chứ. Ê, mẹ ơi. Để từ từ. Mẹ, 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 mẹ. Mẹ già là lanh chanh lắm. Mẹ ơi, mẹ ơi, nhanh quá, mẹ ơi. Mẹ ơi, nhanh quá, tốc độ cao vậy. Rồi, thành công. Yeah. Cẩn thận nha không? Cái này mà nó đang ok đó, té này là nhiễm trùng là mai là tháo luôn cái môi dưới ra đó. Trời đất ơi. Anh không nói em mới không lo á. Quên ra này bỏ rơi nó nữa. Quên. Chắc người là em nhỏ mà không thấy em thì sao á. Cái thằng cộng này. Khách mời vô phụ ai mà ngờ khách mời vô gánh nặng. Bây giờ là thời gian dành cho đội đất mũi. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái môi sức mà kinh lôn đi trước. Cái gì đó cũng vậy à, bệnh chịu thương ai trước, anh đi, anh đi. Đáng lẽ là người ta tự tin lắm, ở miệng anh á. Trời ơi. Ê, trời, anh được rồi, anh được rồi. Anh ơi, anh bật lốt hả? Điên, chữ em mà anh đi. Anh ơi, anh phải lùi anh sao xíu. Ủa sao mà lùi vậy nữa? Đi qua đi. Ôi, từ từ, từ từ. Luồn cuối đi. Luồn cuối đi. Ê, đừng, anh đừng có đụng em. Sao vậy? Tự em đi đi, đừng có đụng gì nhau hết á. Nè, em vô khe nè. Giữ anh. Vô nha, giữ nha. Phụ phụ anh em ơi. Ủa, yeah. Nhẹ nha. Nãy nói dữ lắm mà. Dễ mà, dễ. Cái này dễ mà. Nãy nói dữ lắm mà. Không từ từ, từ từ. Không từ từ, từ từ. Không tiểu bẩm. Không tiểu bẩm. Bình tĩnh. Không tiểu bẩm. Bình tĩnh, không có tiểu bẩm gì hả? Em. Em. Im lặng. Lạ quá. Trời ơi. Em sợ cái cậu này. Anh bình tĩnh nè. Anh bình tĩnh nè. Anh. Rồi nè. Bình tĩnh. Dùng thân thủ nè. Từ từ. Anh phải dĩnh lên. Em ở chung ra sao? Có gì đâu. Nó giữ anh nè. Quá. Wow. Ủa sao có con dễ chàng đây vậy? Không có nha. Không phải là lộ tụi tôi. Bác ơi. Em khỏe không? Trời luôn. Chơi luôn, chấm luôn, chơi luôn em, kệ đi em ơi. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Em là chiến thuật ngồi. Ok. Đó. Sao mà nó quái chơi lên đầu trên cổ, đằng anh là cái con cua này đó. Ủa sao nó nút lắc vậy? Ê, anh né gần á, chỗ này không có đủ chỗ. Xếp nó một chút xíu, chạy chạy chạy. Chỗ này một chút xíu, chạy chạy chạy. Hồn hơn chờ Cà Mau luôn á. Em ơi, em ơi. Ơi. Trời ơi, em ơi. Cái bầu lưng anh bự quá, bước qua không vừa. Em ơi. Anh ơi! Em ơi! Trời ơi! Em ơi! Em ơi! Lên đây! Lên đây diễn nè! Lên đây rồi mới diễn được! Diễn gì chỗ này nữa? Ờ vậy à? Rồi sau lên! Đi qua bên đây tôi cứu. Cái con này thiệt luôn á. Đi qua đây nè. Bởi biết nấu lẩu rồi rồi. Con này vô dụng ghê. Con này vô dụng ghê. Cái dai. Trời ơi, cái dai nữa. Cái dai nữa. Đã là cua mà đặt hở dai nữa. Em cứu dưới em đội lên. Mai mốt ta yếu quá, ba nghĩ mà lội khỏi vàng cáp đi bớt phiền. Bây giờ sao lên nè, bây giờ sao lên nè. Ủa hồi nãy chê không cho chơi kiểu này mà. Cuối cùng cũng phải chơi thôi. Trời ơi. Nhịp nhàng đồ vô. Thì cũng ném một lần nhắm bọc. Qua lẹ đi. Qua đi. Qua đi. Qua đi. Đứng đối lại. Thấy anh đó. Thấy anh đó. Đi lên. Ủa đi lên. Hay á. Cảm giác chân chu nha. Bấm
em ơi, bớt nhũng lại, em ơi, bớt nhũng lại. Đau, đau, phải mặt. Được, bớt nhũng lại. Em bị sản hay gì vậy? Thấy không, anh thấy cái lưng anh bự không? Ừ, cái lưng bự quá. Bước qua là cắn liền luôn á. Ai ơi, ai, anh dở cái càng tôi lên. Trời ơi. Rồi, khúc này dễ rồi. Giống, giống chiều nãy, anh nhớ không? Không, anh, dễ anh, em, đứng... em buông đây, em im lặng, em im lặng. Ừ. Nè, nè, rất là đơn giản. Rồi, quay qua, quay qua. Rồi, quay qua. Đúng rồi. Ok, chưa? Rồi, quay qua, quay qua. Rồi, quay qua. Ok, chưa? Sao anh xách cái em lên? Rồi qua luôn. Ê, lặt dễ nha, anh em mình làm chiêu được á. Đúng rồi. Hả? Sáng ghê đó. Sáng ghê đó. Có nhanh nhẹn chứ có cái gì đâu mà rồi. À, cái gì? Con nâu tì. Ta đã học ngu rồi. Rồi, thế em. Anh. Hả? Anh đổ người vào chút chút xíu. Đây, 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 đây. Đó. Yoga đó. Đó, ờ đúng rồi. Đó. Ê, trơn nha, trơn nha. Rồi, ba cái quỷ này ở dưới quê nè. Đó nè, nè, nhẹ nhàng nè. Sao trơn vậy? Đó, nhẹ nhàng. Ủa, đứng gì mà lấn chiếm lòng đầy đường vậy? Không được, đi đi đường sau đi. Được, nè đây anh làm chưa? Nhẹ thôi, nè im lặng, thả trôi thôi. Nè im lặng, thả trôi thôi. Thả trôi hả? Thấy không, nhẹ nhàng thấy không? Hay quá vậy trời. Đơn giản thôi. Chúng tôi có một cua đúng, lực sĩ. Đúng rồi. Rồi sao vậy, muốn đi lòng lọt khe hay là anh qua đầu tôi? Em chuyển phát nhanh cho anh đi. Ok, là bứng bứng ép đúng không? Nổi không? À, thấy không? Qua nào, 1, 2, 3, tà 4, 2, 3, tà 4. Ok, vô không? Rồi, rồi. Sao nè, nhẹ nhàng thôi. Cứ im lặng nè. Nè, nhẹ nhàng thôi. Thả cái đầu ra. Em ơi. Ok, ổn. Ok, rồi vậy nè. Rồi. Rồi đi về. Chiều mai em nuôi con cá về cho má nấu canh chùa. Ôi cái con cua. Đừng la 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 tụi xuống nè. Đừng la 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 tụi xuống nè. Ê, kìa con cua. Ủa? Lên liền. Cố lên. Từ. Rồi. Được. Lẹ lắm ơi. Nhanh lên. Sai vị trí rồi kìa. Sai vị trí, sai. Sai vị trí, giờ đây. Trời ơi. Mới cứu lên mà. Sao không lên được? Lâm ơi. Yếu yếu á, ở nhà nghỉ cho rồi. Để cho nó kẻ nó lên. Nãy giờ anh té 4 lần rồi đó. Ủa sao cái thế kỳ vậy? Đội cái đầu tấm giả lên. Đội lên, đội số lên ơi. Cán đi, còn xíu nữa về tới nơi rồi. Ủa còn gì vậy? Tua ngâm tương hay gì? Chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chùa. Chiều nay em đi câu cá về cho má nấu canh chùa. Ôi cái con cua. Đừng la lớn nó chui xuống hàng. Đừng la lớn nó chui xuống hàng. Xong. Hai đội có kết quả như sau. Một đội là 9 phút 59 giây và một đội là 11 phút 18 giây. Vậy đội nào là đội thắng ạ? Đội nào nhiều tiếng cười hơn là đội đó thắng. Đội thắng là đội. Đội thắng là đội học vấn. Ủa trời ơi, chết tôi rồi. Quá đơn giản. Thua rồi. Tuy là đội của tụi em thua nhưng mà tụi em chơi vì cộng đồng. Đúng. Vì khán giả. Đúng. Mang đến giải trí và giá trị tiếng cười. Đúng, tiếng cười, cười nữa nè. Đó, cười nè. Đó, cười nè. Nè, cười. Yeah. Và đây là chương trình
hai ngày một đêm tự do tự lo. VEON phiên bản toàn cầu miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.